Chào cô chú, chào anh chị và chào các bạn. Mấy bữa nay thì có khá nhiều bạn hỏi Nhật Thanh về cái vấn đề giống như là làm phân đậu nành như thế nào, rồi mình bón phân ra sao. Bởi vậy hôm nay Nhật Thanh đặc biệt làm cái video này chia sẻ tới tất cả các bạn nào chưa biết giống như là mình làm phân đậu nành như thế nào, và tránh những trường hợp đáng tiếc giống như là mình á. Những cái gì Nhật Thanh cũng nói, những cái gì thất bại của mình là thành công của các bạn. Bởi vậy mình muốn giảm bớt cái tình trạng giống như là sai lầm khi mình sử dụng đậu nành. Thì thôi mọi người theo Nhật Thanh nha, mình làm phân đậu nành. Theo Nhật Thanh thấy, nếu mà mình hay sử dụng đậu nành này để bón cho rau quả cây ăn trái trong vườn, thì mình nên mua một cái bịch lớn như vậy để mình bón. Nếu mà mình mua mấy cái bịch nhỏ khoảng chừng 4 pound á, thì Nhật Thanh thấy họ bán khoảng chừng 10 đồng, mười mấy đồng, khá mắc. Nhưng mà nếu lúc đầu mình thử á, thì mình mua bịch nhỏ thôi. Nhưng mà khi mình thực thụ mình xài á, thì mình nên mua một cái bịch lớn như vậy. Và Nhật Thanh mua ở chợ Ba Tăng Rouge, chợ Vĩnh Phát. Thì cô chú bán cái bịch này á, 60 pound thì có 54 đồng, 50 mấy cent thôi. Thì tính ra tiền thuế thì mình nghĩ chắc khoảng gần 60 đồng. Và cái bịch này nè, sản xuất ở Mỹ nha quý vị. Sản xuất ở Mỹ. Thì Nhật Thanh nghe các bạn nói thì đậu nành ở Mỹ này thì họ đổi gen rồi, không có tốt. Thật ra đồ ăn hay rau cải hay hạt giống gì đó ở Mỹ, không những ở Mỹ, ở đâu cũng vậy, họ hay đổi gen hay là ghép như thế nào đó. Nhưng mà làm cái gì á, thì họ cũng có mức an toàn cho người tiêu dùng. Bởi vậy mình không có nên quá lo về cái vấn đề này. Thì cái bịch này á, Nhật Thanh mua ở chợ Vĩnh Phát chỉ có 50 mấy đồng thôi. Thì á, tùy theo cái vườn mình lớn hay nhỏ, mình sẽ xài nhiều hay ít. Theo Nhật Thanh mà xài cái này á, nếu mà một mình xài á, mình có thể cái vườn của Nhật Thanh rất là bự và mình bón rất là nhiều, thì một năm mình có thể mình xài cái này khoảng chừng 3 cho tới 4 bịch một năm á, 3 cho tới 4 bịch. Khi mà xay đậu nành thì Nhật Thanh luôn luôn sử dụng cái máy sinh tố nhỏ này mình xay. Nếu mà mình sử dụng cái máy sinh tố lớn mình xay thì Nhật Thanh thấy nó khó xay lắm, tại vì nó loãng rồi nó xay cái hạt không có nhuyễn nên mình thấy nó không có tốt. Nên Nhật Thanh chỉ sử dụng cái máy xay sinh tố nhỏ này mình xay đậu nành. Mà khi mình xay á, mình nhớ rằng á, mình đừng bao giờ mình để đầy cái cup hết trơn, tại vì á, mình đầy á, nó không có chỗ thoáng để cho cái này á, nó xay nữa, đánh nó phùng lên, nó hút xuống, nó làm như thế nào đó. Thì với lại á, mình xay như vậy nó không có nhuyễn, với lại á, nó sẽ làm cho cái máy này nó dễ bị nóng. Nên lúc nào Nhật Thanh xay á, một là mình sử dụng 1/3 cup, hai là mình sử dụng nửa cup hay hơn một chút xíu thôi, mình không có sử dụng nhiều quá. Và quý vị nếu nhà có máy xay cà phê mình có thể sử dụng nè, hay là cái máy xay bột mình có thể sử dụng. Nhưng mà cái máy sinh tố lớn á, là Nhật Thanh thấy á, thất bại á, mình đã sử dụng qua, mình xài qua rồi thì mình thấy nó không có hiệu quả tốt. Khi mà mình xay cái đậu nành này thì mình giống như là mình muốn cho nó thấm lẹ vô trong đất thì mình xay nó nhuyễn. Còn nếu mà mình muốn cho nó giống như tan từ từ thì mình xay nó vừa, giống như kiểu vừa nhuyễn vừa bự, giống như mình xay vừa vừa thôi. Như cái máy này á, Nhật Thanh đặt vô trong đây á, mình xay chừng vài giây à, là nó đã nhuyễn rồi. Nè, mình lắc. Mà thường thường á, đầu mùa mình bón á, chuẩn bị mình gieo hạt giống á, thì mình xay nhuyễn một chút xíu. Mình giống như mình xay nhiều lần.
Giống như Nhật Thanh có cái máy xay bột á thì mình không muốn xài thôi, chứ cái máy xay bột á mình mà xay á là nhuyễn như là bột gạo vậy đó, là mình bón á, nó thấm vô cây lẹ lắm. Còn nếu mà mình làm mình xay hơi hơi như vậy á, nó thấm nhưng mà nó nhẹ, mà nó thấm vô từ từ. Theo Nhật Thanh á, mình xay như vậy là tốt nhất nè, nó có cái nhuyễn nè, cũng còn cái hột chút chút. Nhưng mà mình nhớ nha, đừng bao giờ để nguyên cái hột á trơn, nhiều khi mình còn sót lại nguyên cái hột á, mình bỏ vô mình bón vài bữa, cái chậu của mình nó mọc toàn là cây đậu nành không. Nhật Thanh bị á, có mấy lần á mình xay á làm biếng á, mình còn sót mấy cái hạt á, vài bữa thấy trong chậu mình mọc cây đậu nành luôn. Khi mà Nhật Thanh sử dụng đậu nành, mình bón vô những cái chậu màu xanh này thì mình sử dụng như thế nào? Trường hợp á, nếu mà vào mùa đông trời lạnh thì mình sẽ bỏ vào những cái chậu này khoảng 3 cúp rồi mình trộn đều lên. Đó là trường hợp mình trồng cây con. Còn nếu mà bây giờ mùa tuy rằng là mùa xuân nhưng mà có bữa nóng bữa lạnh, bữa nóng bữa lạnh, mình nên giảm giảm cái lượng đậu nành, thì Nhật Thanh chỉ bón khoảng 1,5 cúp thôi. Mình bỏ vào trong đất mình trộn rồi mình trồng cái con. Tại vì trong đậu nành nó có khá nhiều dinh dưỡng nha quý vị. Giống như là Nhật Thanh chia sẻ, mùa đông lạnh mát, mình ém phân, mình làm sao mình không sợ, nhưng mà vào những cái mùa này á, mình xài phân thì mình nên cẩn thận một chút. Tuy rằng đậu nành nó là cái chất thiên nhiên nhưng mà chính vì nó có quá nhiều chất dinh dưỡng, nó cũng rất làm nóng cho cây. Bởi vì khi mình bỏ đậu nành, mình bón phân ở trong đất thì mình phải tưới nước hàng ngày nha, tưới nước hàng ngày. Nhưng mà lúc mà mình gieo hạt giống á, thì Nhật Thanh thấy á, mình không cần thiết bỏ quá nhiều đậu nành ở trong đất. Nếu mà mình bỏ quá nhiều thì hơi phí, tại vì á, hơi phí với lại nóng nữa, cái mầm nó mới lên, mà dinh dưỡng nhiều quá, nóng quá, nó cũng sẽ bị chết. Bởi vậy á, mình bỏ vào ở trong đất, như cái chậu màu xanh này của Nhật Thanh á, thì mình chỉ bỏ khoảng nửa cúp cho tới 1 cúp thôi, mình trộn đều ở trong đất, với lại quế, cinnamon nha quý vị, cinnamon mình trộn trong đất để mình gieo hạt giống thôi. Mà khi cái cây nó lớn rồi thì mình sẽ bắt đầu bón phân. Nhật Thanh sẽ làm thử. Bây giờ chậu nào nhà mình cũng có cây hết thì Nhật Thanh sẽ làm thử cái chậu ở đây cho tất cả mọi người xem. Đây, cái chậu này cái miệng nó cũng tương đương cỡ cái chậu màu xanh, thì Nhật Thanh sẽ bỏ vô trong đây khoảng 1,5 cúp. 1,5 cúp nha. Nếu mà mình để y nguyên như vậy thì nó giống như mình để vậy nè, rồi nó hay dễ bị móc lắm quý vị. Bởi vậy nếu mà mình đánh tơi nó ra thì nó sẽ không có bị móc. Mình đánh tơi ra thì nó khó bị móc hơn. Nhưng mà cách hay nhất á, là Nhật Thanh thấy á, mỗi lần mình làm như vậy xong á, mình rải một cái lớp đất nhẹ lên. Sau này cũng vậy nữa, khi mà cái cây của mình á nè, Nhật Thanh sẽ rải nhẹ lên để cho nó lấp mấy cái hạt đậu nành này. Mình đừng có cần, mình không cần lấp quá dày đâu, lấp nhẹ nhẹ thôi cho nó lấp mấy cái đậu nành này đi. Và tránh khi mà cái đậu nành này nó tan rã, nó hay có mấy con gì nó bu á, thì Nhật Thanh phải giải thích rõ ràng như vậy. Đậu nành mà mình để nó dính cục 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 nhiều quá, nó rất là dễ bị mốc. Sau đó thì mình trồng cây bình thường thôi. Mình làm mấy cái này nè, mình bỏ cây xuống mình trồng, mình bỏ bone meal, mình bỏ bone meal rồi mình trồng cây bình thường thôi. Đó là trường hợp mình trồng cây. Lúc mà gieo hạt giống á, thì Nhật Thanh sẽ sử dụng khoảng chừng 1 cúp thôi. Và sau đó mình sẽ bỏ cinnamon. Đối với các bạn mới thì rất là thắc mắc tại sao Nhật Thanh bỏ cinnamon. Quế thì Nhật Thanh có cái bài chia sẻ về công dụng của quế. Nó có khá nhiều công dụng, nhưng mà trong cái vấn đề hạt giống này á, thì nó giúp diệt nấm cho đất. Tại vì đất á, mình để lâu ngày nó sẽ bị nấm, mưa nắng gió. Thì đầu mùa vô á,
thì mình rải quế để cho nó diệt nấm ở trong đất, và những cái trứng con gì ở trong đây nó cũng sẽ không có tồn tại nếu mà mình có quế, sử dụng quế thường xuyên. Thì và nó giúp cho những cái hạt giống của cái những gì mình gieo á, nó sẽ nảy mầm thật là sớm. Thì mình chỉ cần là mình trộn sơ trên cái bề mặt thôi. Nè, Nhật Thanh bắt được một cái con sâu ăn rễ. Mình nói khá nhiều về con sâu ăn rễ này. Con trùng nè, nó lộn, con trùng ăn rễ. Nhiều khi Nhật Thanh chia sẻ nói trùng ăn rễ, có nhiều bạn nói Nhật Thanh, ô trùng nghe nói tốt cho đất, mà tại sao Nhật Thanh lại nói trùng ăn rễ? Thì trùng có khá nhiều loại nha quý vị. Mình làm vậy mà cũng có sơ suất nhiều lắm. Như cái chậu hôm qua, Nhật Thanh bắt nguyên một nắm tay luôn, một nắm tay cái con này nè. Mình trộn đất, mình coi rất là kỹ, mà mình không biết nó trốn ở đâu. Mà tới khi hôm qua, Nhật Thanh thấy có cái cây dại trong chậu á, mình bấn lên, mình thấy mấy con nó bu dưới gốc á, thì mình đào ngay chỗ đó lên, một nắm luôn, thấy ớn luôn. Nó mà ở trong chậu cây của mình, chắc chắn rằng á, cái cây của mình nó sẽ chết, đến ăn rễ từ từ. Thì á, khi mà mình rải quế vô trong chậu, những cái con mẹ của con này nè, nó sẽ cảm thấy như cái mùi hương quế, nó sẽ bò đi chỗ khác, nó sẽ không đẻ trứng. Mà khi nó đẻ trứng á, một lần á, lên tới gần 300 trứng. Và cái con giun này nha quý vị, nó ở trong đất tới 6 năm luôn đó, chứ không phải là đơn giản đâu. Con ấu trùng loại này nè, 6 năm. Thì mình trộn lên như vậy, và mình chỉ cần gieo hạt giống thôi. Gieo hạt giống, Nhật Thanh quăng nó ra cỏ. Trường hợp cái cây bưởi, cây ăn trái sau lưng này của mình nói thí dụ thôi nha, đầu tháng 3 nếu mà nó ra bông thì vào cuối tháng giêng Nhật Thanh sẽ bón phân cho nó. Lúc nào mình cũng phải bón trước khi một tháng nó ra bông. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng cây cam, cây quýt, cây tắc, cây tắc thì không có, cây cam, cây quýt thì Nhật Thanh thấy nó ra bông rất là sớm. Bởi vậy mình như ở Louisiana này thì Nhật Thanh phải bón cuối tháng 12. Thì đối với cái cây bưởi này, mình sẽ bón khoảng chừng 8 cúp đậu nành nha, 8 cúp đậu nành và 2 cúp quế, mà tùy theo cái cây mình lớn hay nhỏ. Thì quý vị thấy cái cây của Nhật Thanh nè, nó mọc rất là tốt và nó rất là thẳng thớm, nó nhờ đậu nành á, nó rất là cứng cáp. Đây là những cái nhánh mới nè, dưới đây là những cái nhánh cũ. Còn đây á, là những cái nhánh mới nó mọc lên, nó rất là thẳng. Mà khi á, mình bón như vậy á, thì Nhật Thanh á, lúc nào mình cũng chôn đậu nành với lại quế ở dưới gốc hết. Mình không có để đậu nành với quế trên cái bề mặt hết. Mình thí dụ đây là gốc cây ăn trái, và lúc mình chôn á, mình không có chôn sát cái gốc của nó quá, mình chôn xung quanh cái gốc rễ của nó. Thì Nhật Thanh sẽ cào xung quanh nè, mình cào xung quanh, mình bỏ đậu nành với lại quế. Mình chỉ thí dụ thôi nha. Quế mình có thể bỏ từ 2 cho tới 3 cúp. Thì Nhật Thanh chỉ làm thí dụ thôi, chứ mình không có bỏ nhiều, tại cái này chỗ này mình bỏ rồi. Thì mình lấp đất lại thôi, mình lấp đất lại. Đó là mình bón cho cây ăn trái. Trường hợp á, khi á, mà Nhật Thanh bón đậu nành như vậy thì nó giống như hiệu nghiệm được bao nhiêu lâu? Thì theo mình á, mình tưới nước mỗi ngày á, thì nó hiệu nghiệm được, mình thấy 1 tháng rưỡi nha, 1 tháng rưỡi. Thì trường hợp bây giờ á, rau của mình bây giờ nó mọc đầy rồi, mình muốn bón thêm thì là mình bón làm sao? Nó dày đặc như vậy rồi, mình không có thể nào mình cào hay gì hết. Nếu mà như vậy á, thì mình có 2 cách. Một á, là mình pha nước, mình ngâm qua đêm, mình lấy cái nước đó mình tưới. Xong rồi mình lấy cái xác á, mình để dưới những gốc cây ăn trái. Hai á, là mình bón khô như vậy. Và lúc nào á, bón á, Nhật Thanh cũng thêm một chút xíu quế hết trơn, để tránh cái tình trạng ốc sên nè, rồi mấy con sóc nó tới phá.
và những cái rễ cây này nó phát triển được tốt. Với lại á, nó ngăn ngừa những cái con á, nó vô đây nó đẻ những cái con giun ăn rễ nha quý vị. Thì khi á, mình rải, mình lựa vào buổi chiều trời á khô như vậy, cái lá nó không ướt, mình dễ rủ nó xuống dưới đất lắm. Mình rải như vậy vô đây khoảng từ 1 cúp cho tới 1,5 cúp thôi, thì mình sau khi á, mình rải xong như vậy thì mình cào á, nó đâu, nhiều khi cái rễ nó chặt quá nó không thể nào nó cái đậu nành này nó nằm dưới cái mặt đất được nữa hết. Thì á, Nhật Thanh sẽ sử dụng giống như là mình á, lấy một cái lớp đất nhẹ mình phủ lên thôi, không cần quá nhiều, không cần quá nhiều. Mình lấy một lớp đất nhẹ mình che phủ cái đậu nành thôi, không có cần nhiều. Nha, mình để nhẹ lên là quý vị thấy nó đã lấp đi cái đậu nành rồi. Mình tại vì mình chẳng qua mình không muốn thấy nó mốc thôi, mà mình cào cào xuống mà cái rễ nó ăn chặt quá thì làm sao mà nó đi xuống cái đất, nó lên trên cái bề mặt này được. Bởi vậy mình lấy một lớp đất nhẹ mình rải lên thôi. Và nhà Thanh cũng xin lưu ý nha, mình mỗi lần á mình bón phân, không bao giờ, Nhật Thanh không bao giờ sử dụng một loại phân. Tuy rằng mình nói đậu nành là super phân rất là tốt, nhưng mà mình không phải lúc nào mình cũng xài. Tại vì mình xài trong đất nhiều quá nó sẽ dư calcium, rồi chất dinh dưỡng có những loại nhiều quá không tốt. Bởi vậy á, mình xài lúc nào cũng luân chuyển hết trơn. Khi á, mà mình gieo cái hạt giống, cây con nó lớn được sau khi 1 tháng thì ở Nhật Thanh sử dụng phân cá mình tưới lên, thì nó làm cho cái cây con cũng phát triển rất là lẹ. Phân cá làm cây con cũng phát triển rất là lẹ nha quý vị. Thì sau 3 tuần Nhật Thanh sẽ trở lại sử dụng đậu nành. Mình không có sử dụng đậu nành liên tục sử dụng hoài, nhưng mà mình á, sẽ sử dụng những cái loại phân khác để tránh mình lạm dụng nhiều quá. Cái gì cũng vậy, dinh dưỡng như Thanh nói, giống như sức khỏe của mình cũng vậy. Cái gì mà dư quá, sức cơ thể mình nó cũng không chịu nổi. Cái cây nó cũng vậy, mình cho nó ăn nó quá nhiều dinh dưỡng thì nó cũng không có chịu nổi. Bởi vậy mình phải giảm xuống, giảm xuống. Và quý vị thấy, mình cho quý vị thấy cái chậu này á, mình bón phân đậu nành thì cái cây cà của mình á, nó cứng tới mức độ nào luôn, nó rất là cứng luôn á. Nhật Thanh bón á, cái ngọn của nó trên cao mà nó cứng như vậy nè, mình lắc á, nó còn không muốn lung lay nữa, nó cứng như vậy á. Mà cái thân dưới đây nha, nó bự lắm nha quý vị, cái lá cái nhánh nó nè mà nó chắc như vậy. Bởi vậy cái thân cái gốc mà nó bự nó khỏe thì nó đưa chất dinh dưỡng lên cây, lên phía trên rất là tốt, rất là tốt. Và khi á, mình bón đậu nành như vậy á, mình để ý đi, những cái lá cái màu sắc hay cái trái á, nó ra đẹp lắm, nó làm rõ nét mà đẹp, làm trái cho mình ngọt thêm nữa. Cái thân nó bự dễ sợ luôn á. Quý vị có thể thấy nè, cái gốc cà của Nhật Thanh nè, nó bự nè. Cây con thôi mà nó bự như vậy rồi, mà nó chắc, nó khỏe dữ lắm, nó cứng cáp. Như cây cà ở đây mình có thể thấy trái từ dưới lên cho tới trên, mà trái khá bự nha. Như cái trái này á, mình nghĩ chắc nó bự bằng cái chén rồi đó. Lên trên đây nè, nó mập rồi. Như cây cà này á, hồi mùa đông á, Nhật Thanh bón 3 cúp á, thì tới 1,5 tháng sau mình mới bón lại, và mình có thể sử dụng phân này mình bón cho những cây lan trong nhà rất là tốt. Nhưng mà trong nhà mình tránh sử dụng hạt, mình nên pha nước mình tưới. Thôi Nhật Thanh xin ngưng video ở đây và xin chúc cô chú anh chị các bạn có một ngày vui vẻ nha. Bye bye, bye bye mọi người.